của đại danh thủ Eddie Van Halen sử dụng kỹ thuật tapping harmonic. Thì kỹ thuật tapping harmonic thì thật ra là các bạn có thể xem khá là nhiều trong các clip mà Eddie Van Halen sử dụng. Ngoài kiểu tapping phổ biến bình thường thì cái tapping harmonic này là một cái câu mà ông biến tấu tới lui và sử dụng gần như 100% trong cái đoạn solo mà thường dài khoảng 10 phút trong tất cả các live show của ông. Thì ông có biến tấu tới lui, thì đây mình đánh một cái đoạn để các bạn có thể hiểu được về tapping harmonic và cái cách ông xài như thế nào, hiểu cái tinh thần đó ha. Thì nói sơ về tapping harmonic, tức là các bạn tap lên ngay một cái fret nào đó mà nó không nằm trên cái harmonic tự nhiên, thông thường là như vậy. Ở những cái ngăn mà nó cao trên này mà tay trái các bạn cần phải bấm vô một cái phím, một cái ngăn nào đó. Ví dụ ở đây các bạn bấm vô ngăn số 7 là nốt mi của dây nằm. Và sau đó mình tap lên ngay cái ngăn 14, 12. Thì 14 ở đây thông thường các bạn đánh nốt harmonic tự nhiên, nó không tạo ra được cái nốt harmonic ngay ngăn 14. Nhưng nếu các bạn bấm vô ngay đây và các bạn tap lên, tap lên harmonic là các bạn tap lên ngay cái fret ha, tức là ngay cái phím đồng nè, chứ không phải chúng ta tap cái chữ bình thường vô ngay cái ngang khác nhau ha. Thì mình đánh thử các bạn có thể hình dung được. Tay trái mình bấm vô ngang 14. Tay phải mình tap vô ngay cái ngang 14 đây ha. Hoặc ngang số 12. Thì cái kiểu của ông sử dụng như vậy. Thì ở đây thông thường cái câu của ông sử dụng chủ yếu chính là ở ngăn tay trái các bạn sẽ bấm ở ngăn 7 nè, ngăn 5, ngăn 3. Tức là nốt mi, nốt rê và nốt đô ở dây số 5. Thì chúng ta có các mẫu như sau. Khi bấm vào ngăn 7 thì ông táp vào cái 14, 12, 11. Nhớ là cái fret nha các bạn, chứ không phải là cái ngăn nha. Tập từ để quen cái kiểu tap chính xác. Nhưng thông thường nếu các bạn tap bình thường như vậy, nghe cái tiếng nó khá yếu và nó không có uy lực. Thì so với là khi tap như vậy, các bạn kết hợp với rung dây ở tay trái ha, các bạn có rung dây ha, như sau. Các bạn thấy không? Sau đó chúng ta xuống tới tay trái bấm số 5 thì chúng ta tap ở 12, 19. Tương tự, nếu các bạn xuống ngay ngang số 3 thì các bạn tap ngay 10, 8, 7. Đó. Thì để có thể cảm nhận được cái kiểu đó, các bạn nên tập đi tập lại để quen ha. Thì cái câu của Van Halen đánh như sau. Thì đầu tiên các bạn đánh dây buông, dây số 5. Sau đó các bạn hammer on vô ngay ngang 5 và ngang 7. Các bạn tap bên ngay 14, 12 nha. Giờ các bạn pull up không? Pull up ra xong các bạn hammer on vô ngay cái ngăn 5. Và chúng ta tap bên ngay 12, 10. Nguyên câu đầu chậm nha các bạn. Nhanh hơn tí. Quay lại câu tương tự hôm nãy. Thì cái câu sau nó khác một tí. Sau khi các bạn đánh dây buông hammer on vào, thì các bạn đánh ngay còn ngăn 7 ở đây, các bạn tap ngăn 14. Nhưng sau đó các bạn bấm vô ngăn 5, các bạn tap vô ngăn 12 3 lần. Các bạn làm lại nha. Kết thúc các bạn bấm vô ngang 7 và tap 14 và tap ngang 19. Lại câu sau nha các bạn. Rồi, nguyên một câu đầu đến lúc đó. Các bạn tập chậm theo nha. Với rung dây nhanh hơn để các bạn cảm nhận nha.
câu sau thì chúng ta cũng bắt đầu giống như vậy rồi. Thì câu sau ấy, các bạn bắt đầu là sau khi ở ngân 5, ngân 1, ngân 7, ngân 5 rồi, các bạn xuống ngang ngân 3 để các bạn táp vô 10, 8, 7 ha. Câu như sau ha. Lại nha các bạn. Nhanh hơn một tí nha các bạn. Rồi, sau khi đánh nha, ngân 10, 8, 7 xong rồi, các bạn gõ ngược lại 8, 10 nha. Tức là các bạn đánh 3 xong rồi, các bạn slide lên ngân 5. Chúng ta tap ngay 12, 19, 10, 12. Sau đó các bạn lại kéo xuống một lần nữa để các bạn tap lại 10, 9, 10, 8, 7 nha. Nó như sau. Giờ các bạn kéo lên ngay ngang 5 để chúng ta đánh một lần nữa ha. Thì sau đó các bạn kéo lên ngay ngang 7 luôn. Ngang 7 ở đây chúng ta tap vô 14, 12, 11. Thì ngay chỗ này không chỉ các bạn rung dây mà các bạn bend cái dây luôn để cho nó nghe giống như chúng ta có bend lên. Nó mạnh hơn tí vậy ha. Đó, thì tới kết thúc là ngày cái ngày số 19. Thì mình đánh từ đầu nguyên cái câu này lại bạn nghe nha. Thì để đánh được cái câu này thì các bạn phải để cái tiếng gain hay để cho xanh nó hơi nhiều một tí thì các bạn đánh nó mới dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cái tiếng rai nó yếu quá thì các bạn đánh nó nghe nó không có đã, nó hơi gọi là yếu ha. Thì hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom và cái shop Amigo Guitar. Nếu các bạn có nhu cầu mua cái sản phẩm guitar điện, guitar thùng, amplifier các loại với giá rất là phải chăng. Và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào!